nhận định bóng đá Paris Saint-Germain bằng với Barcelona. 3 giờ ngày 11 tháng 3, với tinh thần được tiếp nối từ những người hùng La Remontada 2016-17, Barcelona sẽ đến Parc des Princes với hy vọng lật ngược tình thế trước Paris Saint-Germain. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Màn lội ngược kinh điển vào năm 2017 trở thành chỗ bấu víu cho Barcelona trong trận lượt về với Paris Saint-Germain, nhưng đó chỉ là khía cạnh tinh thần. Tại Paris đêm nay, các học trò của Mauricio Pochettino hội đủ mọi yếu tố để giành vé vào vòng tứ kết. Từ Remontada trong tiếng Tây Ban Nha là lội ngược dòng, nhưng Remontada trong bóng đá đã trở thành một khái niệm riêng, mô tả màn lội ngược thần thánh của Barcelona 4 năm trước thắng Paris Saint-Germain 6-1 lượt về sau khi thua 0-4 tại lượt đi. Nếu đêm nay Messi và các đồng đội làm được điều tương tự thì chiến công này xứng đáng được gọi là Milagro phép màu. Mà đã là phép màu thì rất xa thực tế. Barcelona cần thắng Paris Saint-Germain với cách biệt 4 bàn hoặc 3 bàn theo tỷ số 5-2 hoặc 6-3. Ngay tại vòng bảng Champions League mùa này, Barcelona từng 2 lần thắng chênh lệch 4 bàn trước Dynamo Kiev và Ferencváros. Paris Saint-Germain dĩ nhiên ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Barcelona đã thua Paris Saint-Germain 1-4, thua Juventus 0-3, thua Bayern tới 2-8 chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây. Đấy mới là những bài test chính xác cho năng lực hiện tại của đội bóng xứ Catalonia. Barcelona đã có sự chuẩn bị tốt về phong độ với 4 trận thắng liên tiếp ở các giải quốc nội. Về mặt tinh thần, các học trò của Ronald Koeman sẽ hành quân tới Paris trong tâm lý chẳng có gì để mất. Messi cũng đã làm nóng bằng cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 2-0 tại Osasuna. Do đó hoàn toàn có thể chờ đợi một Barcelona chơi hiệu quả hơn trận lượt đi cách đây 3 tuần. Biết đâu khi bị dồn vào chân tường, gã khổng lồ sẽ thức giấc. Có điều phía trước Barcelona là một gã khổng lồ còn đáng sợ hơn. Paris Saint-Germain đã bước lên một vị thế mới sau khi lọt vào chung kết Champions League mùa trước. Cách họ đè bẹp Barcelona tại Camp Nou cho thấy điều đó. Trong trận đấu vắng cả Neymar lẫn Di Maria, lại bị thủng lưới trước bởi Messi, đội bóng Pháp vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi buộc đối phương mắc sai lầm. Sự xuất sắc của Kylian Mbappe là điểm nhấn nổi bật, nhưng tiền đạo trẻ người Pháp không thể một mình xoay chuyển cục diện. Hệ thống vận hành nhuần nhuyễn, cự ly đội hình đảm bảo và chất lượng thi đấu cao trên từng vị trí giúp Paris Saint-Germain phô diễn một thứ bóng đá thượng hạng tại Camp Nou. Màn lội ngược kinh điển vào năm 2017 trở thành chỗ bấu víu cho Barcelona trong trận lượt về với Paris Saint-Germain, nhưng đó chỉ là khía cạnh tinh thần. Tại Paris đêm nay, các học trò của Mauricio Pochettino hội đủ mọi yếu tố để giành vé vào vòng tứ kết. Từ Remontada trong tiếng Tây Ban Nha là lội ngược dòng, nhưng Remontada trong bóng đá đã trở thành một khái niệm riêng, mô tả màn lội ngược thần thánh của Barcelona 4 năm trước thắng Paris Saint-Germain 6-1 lượt về sau khi thua 0-4 tại lượt đi. Nếu đêm nay Messi và các đồng đội làm được điều tương tự thì chiến công này xứng đáng được gọi là Milagro phép màu. Mà đã là phép màu thì rất xa thực tế. Barcelona cần thắng Paris Saint-Germain với cách biệt 4 bàn hoặc 3 bàn theo tỷ số 5-2 hoặc 6-3. Ngay tại vòng bảng Champions League mùa này, Barcelona từng 2 lần thắng chênh lệch 4 bàn trước Dynamo Kiev và Ferencváros. Paris Saint-Germain dĩ nhiên ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Barcelona đã thua Paris Saint-Germain 1-4, thua Juventus 0-3, thua Bayern tới 2-8 chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây. Đấy mới là những bài test chính xác cho năng lực hiện tại của đội bóng xứ Catalonia. Barcelona đã có sự chuẩn bị tốt về phong độ với 4 trận thắng liên tiếp ở các giải quốc nội. Về mặt tinh thần, các học trò của Ronald Koeman sẽ hành quân tới Paris trong tâm lý chẳng có gì để mất. Messi cũng đã làm nóng bằng cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 2-0 tại Osasuna. Do đó hoàn toàn có thể chờ đợi một Barcelona chơi hiệu quả hơn trận lượt đi cách đây 3 tuần. Biết đâu khi bị dồn vào chân tường, gã khổng lồ sẽ thức giấc. Có điều phía trước Barcelona là một gã khổng lồ còn đáng sợ hơn. Paris Saint-Germain đã bước lên một vị thế mới sau khi lọt vào chung kết Champions League mùa trước. Cách họ đè bẹp Barcelona tại Camp Nou cho thấy điều đó. Trong trận đấu vắng cả Neymar lẫn Di Maria, lại bị thủng lưới trước bởi Messi, đội bóng Pháp vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi buộc đối phương mắc sai lầm. Sự xuất sắc của Kylian Mbappe là điểm nhấn nổi bật, nhưng tiền đạo trẻ người Pháp không thể một mình xoay chuyển cục diện. Hệ thống vận hành nhuần nhuyễn, cự ly đội hình đảm bảo và chất lượng thi đấu cao trên từng vị trí giúp Paris Saint-Germain phô diễn một thứ bóng đá thượng hạng tại Camp Nou.